Hi, xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video clip chia sẻ. Thì ở một số video clip mình đã từng làm thì có một số anh em có hỏi mình là anh ơi, em đang chạy con xe Exciter 150 thì có lắp được cái sên phốt cao su của Exciter 155 hay không, và lắp nó có bị nặng máy hay là nó có cái ưu điểm hay là nó như thế nào không? Nó có ảnh hưởng gì đến máy của 150 không? Thì thực tế thì mình đã lắp cái sên phốt cao su và thông số giống hết thông số của Exciter 155 anh em nhé. Thì mình sẽ chia sẻ những cái gì mà mình cảm nhận được chính xác nhất đến tất cả anh em, để anh em có ý định lắp. Thì nếu như anh em không tin tưởng những cái đồ lô hoặc là hay là anh em mua phải hàng fake ở bên ngoài ấy, anh em sợ mua phải hàng fake ấy, thì nó sẽ không yên tâm và cái chất lượng nó không được rõ ràng, và đôi khi là mua phải cái hàng kém chất lượng thì thật sự là sẽ đi sẽ rất là chán. Đi thì vẫn đi được anh em ạ, nhưng mà nó sẽ cho cái cảm nhận rất là chán, nó không chất hơn cái bộ nhông sên zin đấy, nhưng mà nó lại có cái cảm giác mà đi nó không sướng đấy. Khi mà cái hàng fake thì nó là kém chất lượng rồi. Còn anh em muốn yên tâm thì có thể là mua hàng vào đại lý Yamaha đấy, thì mua luôn cái bộ nguyên zin đấy của Exciter 155 VVA, thì anh em lắp vào thì nếu như anh em mà không biết lắp thì có thể là đưa đến lắp tại đấy luôn, hoặc là đưa đến quán lắp, hoặc là anh em có thể mua ngoài phụ tùng xe máy cũng được, nhưng mà phải hàng chuẩn thì anh em lắp. Còn những anh em nào mà biết lắp thì nó rất là dễ. Thực ra thì nếu như mà ngày trước mình tháo nhông sên dĩa là tháo rất là lâu, nhưng mà khi mà biết cách tháo rất là nhiều lần rồi để thay nhông sên dĩa bài bản ấy, thì tháo rất là nhanh, không cần phải tháo bánh ra đâu anh ạ, tháo rất là nhanh đấy. Nên là bộ nhông sên dĩa thì nó cũng rơi vào đâu đó tầm mấy trăm thôi, tầm chỉ mấy trăm thôi anh em nhé, mấy trăm thôi. Nhưng mà nó sẽ khi anh em mà chạy từ chuyển từ nhông sên dĩa zin của Exciter 150 sang Exciter 155 VVA ấy, thì nó sẽ có những cái ưu điểm như thế này. Một là anh em sẽ rất là lâu phải tăng sên nhé, rất là lâu phải tăng sên, bởi vì cái sên phốt cao su này nó rất là bền và lâu giãn và nó rất là chắc chắn đó. Và cái ưu điểm nữa đó là khi anh em lắp cái nhông sên dĩa, nếu như em có mua được cái nhông sên khoảng độ 43 44 thì khả năng là hợp lý hơn là 46 của Exciter 155 VVA, bởi vì nó cái sên này nó nặng hơn một chút, nên cái đĩa sau nó phải to hơn một chút để cái lực gia tốc nó kéo đi với là vừa phải. Mình nghĩ tầm 44 là đẹp đấy, nhưng mà 46 cũng được thôi, chứ không phải là nó sẽ mất hậu đi một chút, nhưng không sao anh em nhé. Và cái sên này rất bền và chắc chắn. Đi cái ưu điểm nữa đó là rất là êm anh em nhé. Cái khi mà anh em lắp cái sên zin của Exciter 150 ấy, thì anh em sẽ phải tăng sên liên tục. Mình nói thật anh em, chạy 100 200 cây về kiểu gì cũng phải kiểu là phải tăng sên, mà không tăng sên thì thấy nó trùng sũng rồi. Đây, còn cái con Exciter 155 150 của mình đây. Đấy, thông số nhông sên giống hệt 155 nha. Sên lúc nào cũng chắc chắn và sợi sên nó to hơn. Anh em có thể chạy lên cái tốc độ 100 120 nó vẫn yên tâm đấy. Cực kỳ chắc chắn luôn anh em nhé. Còn nếu như anh em mà cái nhông sên zin của Exciter 150 ấy, thì nếu như anh em mà quên không tăng sên ấy để nó trùng ấy, thậm chí là nó đi lên cái tốc độ cao rất là nguy hiểm. Có nhiều trường hợp và bản thân mình ngày xưa là bán con Exciter trắng đi rồi. Đấy, bán con Exciter trắng đi rồi. Và khi đó cái sên thì mình cũng không 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 thay nữa. Đấy, mình để bán đi thì họ tự thay, thì đi để nó trùng quá, mình con đấy mình xác định mình bán xong rồi mình để cho nó trùng, mình cũng chả thay chả tăng nữa, tại vì nếu mà hết hết mức tăng rồi phải đốn đốn thì mình đốn được thôi, nhưng mà
Nói chung mình xác định bán để cho bảo luôn họ, bảo họ về tự thay thôi. Đi thì đi chậm chậm thôi, không đi nhanh. Tuột xích anh em ạ. Thật sự sự là để nó cái sên mà nó cũ quá và giãn thì đi nó rất là nguy hiểm. Đấy, cái việc mà anh em chạy xe côn tay này và có cái mã lực gọi là tương đối cao so với những cái xe phổ thông ấy, thì cái con xe Exciter anh em nên lắp cái sên phốt cao su nhá. Nó có rất nhiều cái ưu điểm mà mình vừa nói rồi. Và có một cái nhược điểm đó là nó sẽ nặng hơn nhông sên zin một chút, nên anh em phải lắp cái đĩa sau phải to hơn để có cái lực gia tốc cao hơn. Đấy, cao hơn và nó không cảm giác nó không bị nặng. Đấy. Và anh em độ nhông sên dĩa phốt cao su này này thì mình khuyên anh em là không lên độ lốp to cho Exciter nhá. Lốp to thì nó sên nó đã nặng, này lốp to nữa nó càng nặng, nên là nó gây là hại máy, nên anh em không lên độ. Còn nếu anh em độ thì độ lên 130 thôi, đừng có độ lên 140. Anh em chạy thì vẫn chạy được nhưng mà lâu về dài sẽ không tốt. Đó. Và có một cái hơn nữa đó là tiền cao hơn anh em nhé, tiền cao hơn, nó chất lượng hơn thì tiền sẽ cao hơn. Có một cái nhược điểm mà sên zin thì không phải lăn tan gì, anh em thích vệ sinh cũng nào cũng được, anh em thích tra dầu tra mỡ hoặc là anh em dùng dầu hỏa dùng xăng rửa được hết, nhưng mà cái sên phốt cao su thì anh em nên chú ý một chút. Có rửa dầu thì anh em năm rửa hai hai đến ba lần thôi, đấy 4 lần là cùng, đừng rửa nhiều. Và khi rửa xong thì anh em phải lấy cái máy rửa xe anh em xịt thật sạch đi để khô, rồi anh em tra cái chai dưỡng sên vào, đấy, tra dung dịch dưỡng sên vào thì là ok. Còn cái sên phốt cao su thì nó không thích hợp với những cái chất có dầu, đấy, xăng dầu, bởi vì khi mà cái phốt cao su ấy tiếp xúc với xăng dầu thì nó sẽ nhanh lão hóa, và khi mà lão hóa thì sẽ gây là cái tính năng của cái sên phốt cao su, những cái hiệu quả sên phốt cao su nó sẽ không được tốt nữa. Đó, thì hôm nay thì mình chia sẻ cái video clip này, nhiều anh em hỏi là Exciter 150 có lắp được cái bộ nhông sên phốt cao su của Exciter 155 không? Mình xin thưa với anh em là có nhé, chắc chắn là được, và lắp sẽ có rất là nhiều ưu điểm hơn cái nhông sên dĩa zin của Exciter 150. Đó, thì chúc anh em có thể lắp cái nhông sên dĩa của Exciter 155 để cảm giác sự khác biệt, và đến bản thân mình bây giờ khi mà chạy qua mấy đời Exciter 150 rồi, ba đời Exciter 150 rồi, thì khi mà mình đã dùng cái nhông sên dĩa phốt cao su thì mình không muốn quay trở lại cái nhông sên dĩa zin của Exciter 150 nữa. Và trên Exciter 155 VVA thì đó là những cái cải tiến đáng kể. Cái sên phốt cao su thì nó nặng sên nên người ta chỉ lắp cho xe từ 150 trở lên thôi. Cho nên là những cái xe dưới 150 thì không nên lắp anh em nhé, không nên lắp, bởi vì nó nặng, xe nó yếu không tải được. Và cái trên xe phân khối lớn thì chủ yếu là 100% là sên phốt cao su, chứ không ai lắp sên không phốt cao su làm gì cả. Đó thì là những cái điều mà mình chia sẻ, mình đã từng chạy, để chia sẻ tất cả những anh em nào đang chạy 150 mà muốn lâu giãn sên này, bền sên, có độ chắc chắn đấy, và êm, không nghe tiếng xào xào, tiếng rất là êm luôn, thì anh em lên lắp nhông sên phốt cao su nhá. Video clip này mình xin dừng tại đây. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip lần sau. Chào các anh em nhé.